Netizen Lào, Lào không bao giờ quay lưng với Việt Nam giống như Campuchia đã làm. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Netizen Reacts. Các bạn thân mến, trong khi Việt Nam và Campuchia đang có nhiều khúc mắc vì kênh đào Funam, thì có một nước láng giềng khác của chúng ta, dù thời gian có thay đổi bao nhiêu, cũng không bao giờ quay lưng với Việt Nam. Đó chính là Lào. Trước kia, ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia được xem là ba nước anh em thân thiết trong khu vực. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là ba đảng hình thành từ Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân là Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Ba đảng đã đoàn kết lãnh đạo nhân dân ba nước giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển của mỗi nước ngày nay. Vào cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp tiến hành xâm lược và đặt ách đô hộ lên Việt Nam năm 1883, Campuchia năm 1863 và Lào năm 1893, hình thành một thực thể Đông Dương thuộc Pháp. Do cùng một kẻ thù và chung một cảnh ngộ bị xâm lược áp bức, phát huy truyền thống hữu nghị sẵn có, nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia dễ dàng đồng cảm, liên kết tự nhiên và tự nguyện phối hợp với nhau trong một sứ mệnh chung, đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập tự do. Nhưng đến nay, Campuchia và Việt Nam đang có nhiều rạn nứt khi Campuchia bắt tay với Trung Quốc xây dựng kênh đào Funam Techo. Dự án này có thể gây hậu quả nghiêm trọng tới vùng đồng bằng sông Cửu Long của nước ta. Khác với Cam chỉ biết phủi mông quay đi, Lào cũng là một nước nhận được nhiều lợi lộc từ Trung Quốc. Nhưng dường như Lào lại chọn một lối đi hoàn toàn khác với Cam các bạn ạ. Trong thế giới ngoại giao quốc tế, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt, bền vững và thủy chung như quan hệ giữa Việt Nam và Lào. Chúng ta không chỉ chia sẻ đường biên giới và dòng nước Mekong với nhau, mà còn có chung một lịch sử chiến đấu và xây dựng đất nước. Mối quan hệ ấy gần gũi như tựa lưng và dãy Trường Sơn hùng vĩ đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị và sự hợp tác. Tình hữu nghị trong sáng giữa hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Suphanuvong, Chủ tịch Cây Sòn Phong Vi Hẳn cùng các thế hệ lãnh đạo của hai đảng, hai nhà nước dày công vun đắp. Qua nhiều thử thách, tình hữu nghị đó được hun đúc bằng công sức và xương máu của biết bao thế hệ anh hùng liệt sĩ để trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Năm 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng tác ra một đoạn thơ rất hay như thế này. Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Việt Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long. Ngay từ rất sớm, hai dân tộc Việt Nam và Lào đã gắn bó bền chặt bên nhau chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cây Sòn Phong Vi Hẳn kính yêu chính là những người đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia. Trong thời kỳ cả hai nước chịu sự xâm lăng của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai nước đã đồng cam cộng khổ, hỗ trợ lẫn nhau. Và nhờ sự đoàn kết này đã liên tiếp giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong quá trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc rất quan tâm đến tình hình Lào. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, một trong những tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp sáng lập vào tháng 6 năm 1925 tại Quảng Châu, Trung Quốc, đã mở rộng cơ sở đến Lào vào tháng 2 năm 1927. Trên thực tế, từ nửa sau những năm 20 thế kỷ 20, Lào đã trở thành một đầu cầu trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng cứu nước mới của Nguyễn Ái Quốc và Đông Dương. Năm 1928, đích thân người đã bí mật tổ chức khảo sát thực địa tại Lào, càng cho thấy mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Cách mạng Việt Nam và Cách mạng Lào. Mối quan hệ đặc biệt này không chỉ là một sự kết nối về mặt địa lý, mà còn là một mối liên hệ sâu sắc về mặt tinh thần và lịch sử. Sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước đã khẳng định rằng mối quan hệ Việt-Lào là một biểu tượng vững chắc của tình hữu nghị và sự đoàn kết. Vâng, sau khi Campuchia bị cộng đồng mạng quốc tế tố là vô ơn với Việt Nam, thì netizen Lào cũng dậy sóng các bạn ạ. Vậy họ đã nói những gì? Cùng mình đến với phần bình luận các bạn nhé! Không biết Cam nghĩ gì nữa, họ đã phản bội người anh cả của chúng ta. Chắc họ đã quên Việt Nam là nước giúp họ có được tự do.
thề, tôi thấy cái kênh đảo Phù Nam kia chẳng có lợi ích gì cho Cam. Nó chỉ đem lại nợ nần và Cam sẽ bị Trung Quốc thâu tóm dần dần. Campuchia đã bắt tay với Trung Quốc. Liệu họ có phản bội chúng ta không? Chúng ta phải nắm chặt tay với Việt Nam, cùng nhau loại bỏ Cam nếu họ có ý định xấu. Ông tôi đã tham gia kháng chiến cùng với bộ đội Việt Nam. Ông tôi đã hy sinh cùng một đội chiến sĩ người Việt trong trận đánh ở gần biên giới Việt-Lào và chưa được tìm thấy. Gia đình tôi vẫn đang tìm kiếm. Việt Nam và Lào, thậm chí là Campuchia trước kia, cùng kề vai sát cánh. Vậy mà giờ đây, thôi không sao, Lào vẫn mãi là bạn của Việt Nam. Tôi cảm thấy rất giận dữ và thất vọng đối với Campuchia. Không ngờ họ vô ơn đến thế. Họ đã bỏ rơi những người anh em của mình để lấy lợi ích. Cam chắc bị Trung Quốc tẩy não rồi. Họ làm ra những điều hết sức ngớ ngẩn. Họ không biết là xây kênh đào sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến Việt Nam sao. Ôi ông ơi, họ mà biết thì họ đã chẳng làm. Mà đây quyết định làm rồi thì phải cho người ta biết chi tiết dự án để có biện pháp phòng tránh. Cứ câm như hến, ai mà biết được. Chắc họ sợ Việt Nam cản trở nước họ phát triển. Nếu được, chúng ta sẽ cùng Việt Nam phản đối chuyện này. Cam ơi là Cam, chơi vậy thì ai chơi lại? Rõ ràng ngày xưa chúng ta từng là anh em cơ mà. Đúng là vật chất quyết định ý thức. Người ta nói Cam vô ơn, tôi còn không tin. Mãi đến khi ông Hun Sen khẳng định kênh đảo phải được xây dựng thì tôi tin rồi. Lời nói đó như cái tát thẳng vào mặt anh cả của chúng ta. Phải tôi trừng trị ngay. Dù nước ta nghèo, nhưng chúng ta chưa bao giờ có ý định quay lưng với các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam. Đúng là gió chiều nào theo chiều ấy. Cam có lẽ giàu hơn chúng ta, nhưng họ thua chúng ta về cách đối xử với ân nhân của mình. Nói thẳng ra là Campuchia quay lưng với Việt Nam từ mấy năm trước rồi. Trung Quốc cho họ nhiều lợi ích hơn, đặc biệt là dự án kênh đảo Phù Nam. Ước mơ của Campuchia là dựa vào Trung Quốc để vượt mặt Việt Nam. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tôi cảm thấy mình như bị phản bội bởi người bạn thân. Chơi với nhau lâu như vậy mà giờ bị tính kế sau lưng. Không thể hiểu nổi, Campuchia còn nhiều cái phụ thuộc vào Việt Nam. Họ sẽ không dễ dàng phủi đít đi nhanh như thế đâu. Campuchia chắc chắn sẽ phải hối hận vì quyết định này. Sau này mà có chuyện gì, đừng quay lại đây nhờ giúp đỡ, bạn tôi. Đó là một số bình luận mang đầy lửa giận của cộng đồng mạng Lào. Họ không thể ngờ Campuchia lại đặt lợi ích lên hàng đầu rồi quay lưng với người bạn tri kỷ của mình. Mà thôi, bỏ qua những comment tiêu cực. Trong các bình luận khác nhau của netizen Lào đã có rất nhiều ý kiến tích cực. Mình đọc xong cảm thấy ấm lòng các bạn ạ. Cùng nghe nhé! Không sao đâu Việt Nam ơi! Lào luôn bên cạnh các bạn. Chúng ta cùng nhau sát cánh và cố gắng nhé! Chặng đường phát triển còn dài và gian nan. Các bạn không một mình. Việt Nam và chúng ta là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải. Quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đã qua hơn 6 thập niên rồi, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung được nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có. Chứ đâu như ai, chỉ biết ăn cháo đá bát, mãi yêu Việt Nam. Theo tôi tìm hiểu, thì sau khi Hiệp định Geneva về Lào được ký kết vào năm 1962, đã mở ra một thời kỳ phát triển mới cho cách mạng hai nước Việt Nam và nước ta. Với thời cơ và điều kiện thuận lợi đó, hai nước đã quyết định chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5 tháng 9 năm 1962, khẳng định sự gắn bó vận mệnh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giành độc lập của mỗi nước. Nước ta và Việt Nam luôn song hành với nhau, mặc dù chúng ta còn thua xa Việt Nam, nhưng đây chính là động lực để chúng ta phát triển. Việt Nam mãi là anh cả của Lào. Các bạn Việt Nam ơi, đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết nhanh thôi. Đây cũng là bài học cho chúng tôi, không nên tin tưởng Campuchia quá, còn Việt Nam thì vẫn uy tín trong lòng tôi. Chúng ta phải học theo Việt Nam. Dù là một nước nhỏ nhưng phải tự lực cánh sinh, không được dựa dẫm vào bất kỳ cường quốc nào, nhưng cũng không để phận lòng một ai. Campuchia làm như vậy là đã ngả hẳn về phía Trung Quốc, còn Lào thì không, mãi là bạn với Việt Nam. Trời đất ơi, kệ người ngoài họ nói gì đi,
Dù xảy ra chuyện gì, chúng ta và Việt Nam vẫn sát cánh bên nhau mà. Đây là điều từ xa xưa cha ông ta vẫn làm, chẳng gì có thể thay đổi được. Yên tâm đi Việt Nam, Lào vẫn luôn là bạn của các bạn. Chúng tôi không phải là một dân tộc hay quên, cũng không phải là một dân tộc bạc tình bạc nghĩa. Mặc kệ tất cả, chúng ta hãy đồng lòng nhé Việt Nam. Nhưng mà đánh cam thì bảo bọn tôi với nhé, ha ha. Mình thật sự cảm ơn các bạn Lào đã luôn nhớ và an ủi Việt Nam. Vâng các bạn ạ, tình hữu nghị của Việt Nam chúng ta với Lào được khẳng định là rắn hơn thép, vững hơn đồng. Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đã trở thành di sản văn hóa thiêng liêng của hai dân tộc, nơi hội tụ biết bao giá trị cao đẹp và sâu sắc mà trí tuệ và tình cảm của nhân loại hằng ngưỡng mộ, tôn vinh. Bước vào thời kỳ mới, thời kỳ hòa bình và xây dựng đất nước, Việt Nam và Lào đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia. Ngày 18 tháng 7 năm 1977, hai nước đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt trước sau như một trong việc hợp tác, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Đây là một văn kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới, toàn diện của mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào. Hiệp ước này không chỉ là cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng, mà còn là biểu tượng sống động của tình hữu nghị keo sơn, đoàn kết bền vững giữa hai dân tộc. Bản hiệp ước đã phát huy tác dụng to lớn, góp phần không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ gắn bó, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cả Việt Nam ta và Lào. Sự ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa hai nước, mà còn là một minh chứng rõ ràng cho tinh thần đồng lòng, hợp tác trong mọi hoàn cảnh. Đây thực sự là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết đặc biệt và mối quan hệ thủy chung hiếm có giữa nước ta và Lào, một mối quan hệ đã được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ. Các bạn nghĩ sao về chủ đề này? Hãy để lại ý kiến cho mình biết với nhé! Đến đây thì chúng ta phải nói lời chào tạm biệt rồi. Chúc các bạn có những phút giây xem video vui vẻ. Và đừng quên cho mình xin một like, một comment và đăng ký kênh để mình có nhiều động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại!